Vâng, em xin chào, đây xin kính chào toàn thể các anh chị em nhé. Hôm nay ngày 2 tháng 9 năm 2023. Xin mời toàn thể các bác và anh chị em cùng chú ý hướng tới màn hình, lắng nghe và theo dõi những cái chất âm tuyệt vời, mê mị, chất hình cực đẹp của những cái cặp loa Pioneer CFV18. Xin mời toàn thể các bác và anh chị em cùng lắng nghe một đoạn nhạc em test. Mỗi sớm mai thức sáng, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn chiều mây ấm thơm quyến rũ, làm cơn mưa giăng nỗi nhớ em về. Cảm ơn từng chiều hoàng hôn phai nắng, cho gió lên ngàn sóng vỗ xôn xao. Cảm ơn từ cát trắng vừa in xa, ngàn chân ai vội vã. Chất âm của cái dòng loa Pioneer nói chung và cái model CFV18 nói riêng thì nó là một trong những cái chất âm đi vào huyền thoại của tất cả các lương trên thế giới, và đặc biệt là được rất nhiều các bác và anh chị em trên thị trường Việt Nam mình, trong thị trường Việt Nam mình là lựa chọn về để sử dụng phối ghép nghe nhạc và hát karaoke. Thì trong video hôm nay em xin chào Rode nên giới thiệu với toàn thể các bác và anh chị em về tổng là 5 cặp Pioneer CFV18 hàng bãi Nhật, được thiết kế và sản xuất và lắp ráp tại Nhật với một tình trạng đang có em ở tại em Trinh Trang RD, với một tình trạng là loa zin bản và đẹp xuất sắc, loa zin bản và đẹp xuất sắc. Và trong năm đôi này là sẽ có bốn đôi là trùng xe di, các bác anh chị em nhận 4 đôi trùng xe di, toàn bộ hàng zin bản cực đẹp, bao zin bản nguyên bản 100% và bao đẹp trên 95%, các bác anh chị em nhé. Thì quay lại với cái cấu hình của cái cặp loa Pioneer CFV18 này thì loa sử dụng là tổng là 12 loa và công suất là 800W, các bác anh chị em nhận độ nhạy cực kỳ cao, rất dễ phối ghép để nghe nhạc và hát karaoke. Đây là một trong những cái model hay nhất của dòng loa karaoke Pioneer. Đây là một trong những cặp loa rất dễ phối ghép và có một cái chất âm nghe tất cả các thể loại nhạc và đặc biệt hát karaoke cực kỳ phê, đang có tại em Trinh Trang RD. Thì chào mừng cái mùng 2 tháng 9 em sẽ lên giới thiệu cái video test về cái chất âm chất hình nghe nhạc và hát karaoke, một trong những cặp loa huyền thoại được hãng thiết kế và sản xuất tại Nhật Bản và đang có tại em Trinh Trang RD. Thì các bác quan tâm thì ý là trong cái video hôm nay thì vừa rồi thì qua cái trận lễ là em đi chơi về thì cũng anh chị em vui hát hò nhiều quá nó bị mất hết giọng rồi, thì em vẫn kịp làm một cái video để giới thiệu với các bác của anh chị em về cái chất âm của cái cặp loa này. Thì các bác của anh chị em cũng đã theo dõi rất nhiều rồi, thì xin mời các bác của anh chị em cùng tham khảo một lần nữa về cái chất âm của cái cặp loa Pioneer CFV18 vừa nghe nhạc hát karaoke. Em sẽ test thử một đoạn nhạc karaoke, xin mời toàn thể các bác của anh chị em cùng chú ý tới màn hình lắng nghe và theo dõi. Rất tuyệt vời các bác của anh chị em nhé, cực kỳ dễ phối ghép. Em sẽ test một đoạn nhạc karaoke là xin em đừng không cùng mình mà thành công của anh chị em cùng chú ý hướng tới màn hình lắng nghe và theo dõi. Đừng nhìn nhau chi mà hoen lệ bờ mi, tình rồi chưa phai trách điều tự ti. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta nên nào vội vã. Xót xa từng kỷ niệm đầy vơi, lòng mình mỗi sáng sao không mặn người ơi. Chắc chắn con đời cánh phương trời, hận tình không tan tròn đôi riêng mang. Xe hoa đưa em về ngỡ ngàng, đảo đòn sẽ tan tiến hồn ánh sáng. Ngục tối đau thương, độc ngày đêm trường
điểm cũng yêu đương, chỉ còn cũng buồn não lùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi. Trời đầy hai đứa ôm cánh vịt hai lơi, lòng ăn rồi thôi xin dám cười là vui lòng người. Đèn chưa kịp sau hẹn lại yêu nhau quá là tuyệt vời luôn. Vâng, vừa rồi thì toàn thể các bác quý anh chị em cũng đã được lắng nghe và theo dõi một đoạn video em Mai Trinh Trang Rode test giới thiệu về cưới chất âm của cặp loa Pioneer với model là CST18, một trong những cặp loa hay nhất của hãng Pioneer thiết kế để cho các bác quý anh chị em vừa nghe nhạc và hát karaoke. Đây là một trong những cặp loa là có tổng thiết kế là gồm có 12 loa và công suất là 800W, rất dễ phối ghép nghe nhạc và hát karaoke. Các bác quý anh chị em vào xem video và có nhu cầu sở hữu thì xin mời toàn thể các bác quý anh chị em liên hệ với em theo địa chỉ trên. Em Trinh Trang có đây địa chỉ 138 Phố Hồng Giang, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0967575789. Em mà xin hàng toàn quốc yêu cầu thì với những cái cặp loa này thì các bác quý anh chị em tham khảo thêm về giá. Và em Trinh Trang có đây đang có hiện tại là 5 cặp với tình trạng là loa sinh giảm và cực kỳ đẹp, và loa toàn bộ là trùng CG, có cái giá bán là trên 10 triệu. Các bác quý anh chị em có nhu cầu thì liên hệ với em theo địa chỉ trên. Em Trinh Trang Caro D, địa chỉ 138 Cầu Vân, Cầu Giang, Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0967577899. Bác quý anh chị em lưu ý là sau khi vào xem video trên kênh của em Trinh Trang Audio xin phép và giới thiệu các sản phẩm nghe nhạc và hát karaoke trên kênh YouTube, các bác quý anh chị em hãy nhớ bấm vào nút like cũng như là đăng ký kênh và chia sẻ về các cái sản phẩm, cũng như là truy cập vào Zalo theo số hotline 0967697999 để được tư vấn và biết thêm tất cả các cái sản phẩm của em đăng về hình ảnh này, nội ngoại thất cũng như là video chi tiết. Các bác quý anh chị em có nhu cầu thì liên hệ với em trực tiếp. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác cùng xem trên toàn quốc và các video clip và đây nhất em Trinh Trang đó đi. Hẹn lại yêu nhau, nấu mắt rồi thôi xin dám cười là vui lòng người. Đành chưa kịp sau hẹn lại yêu.